Và video hôm nay thì đây mình có gặp một vài cái câu hỏi, đó là các bạn hỏi là mua xe bán đâu thì cần phải bảo dưỡng và cần phải bảo dưỡng như thế nào và bảo dưỡng ở những chỗ nào. Thì ok, video hôm nay sẽ là một video để giải đáp cho những câu hỏi các bạn đang cần là thiết bị đó, đã các bác nói về những cái vấn đề đó. Thì ok, thì như xe đạp của mình thì bên mình bán thì sẽ bảo hành tùy theo chế độ của dòng xe, dòng bảo hành 3 năm, bạn bảo 1 năm, 3 năm, 5 năm. Thì ok, thì có xe nào thì mình cũng bảo dưỡng, thì đa số mình bảo dưỡng trong cứ 1 tháng 1 lần là mình đi sẽ yên tâm nhất. Thì ok, thì xe mình bán thì bảo dưỡng trong 1 năm, 1 tháng 1 lần fully nhá. Và nếu là các bạn quá thời gian bảo dưỡng rồi mà cần tự bảo dưỡng thì cần phải bảo dưỡng như thế nào, thì video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cụ thể cần phải bảo dưỡng những gì của chiếc xe đạp trên hình cũng như chiếc xe đạp đua nhé các bạn. Đây, trên màn hình đó là một mẫu Garcia 5. Thì đây là một mẫu Garcia 5 mới nha các bạn. Và sau khi mình đi một thời gian rồi thì xe nó sẽ không được như lúc ban đầu. Thì mình cần phải bảo dưỡng những gì? Thì đầu tiên thì các bạn sẽ chắc chắn đó là cái bộ đề nhé. Đây, bộ chuyển động của các bạn. Khi các bạn nên xuống á, thì nó sẽ không được đều và nhạy như lúc ban đầu nữa. Thì các bạn biết sao không? Nếu mình lên xuống mình đi một thời gian qua tầm 1-2 tháng á, là cái dây nó sẽ bị chùn nha các bạn. Đây, cái dây đề này sẽ bị chùn và nó không được căn chuẩn như lúc ban đầu các bạn mới mua xe về. Thì như các bạn mới mua xe về thì kỹ thuật nó căn chỉnh cho bạn hết con này. Nhưng mà chắc chắn các bạn đi được một thời gian đó là tầm 1-2 tháng thì các bạn cần phải bảo dưỡng lại. Và nếu mà các bạn không tiện đến mấy cái chỗ trung tâm các bạn mua xe bảo hành bảo dưỡng hoặc là nhà ở xa thì mình có thể tự bảo dưỡng ở nhà như thế này nhá. Thì ví dụ như cái bộ đề sau này, đây nó có hai con ốc ở đằng sau nhé. Đây nó sẽ có hai con ốc hãm như này, nó có chữ N và chữ H này các bạn. Thì mình sẽ điều chỉnh để chỉnh hai chữ này. Ok, như bộ đề đằng sau chữ H sẽ điều chỉnh ở tầng níp bên trong, chữ N sẽ điều chỉnh ở níp bên ngoài. Có nghĩa là đây, ví dụ chữ N là chỉnh bên ngoài nhá. Thì các bạn khi mà các bạn sử dụng ở cái tầng níp to nhất là tầng níp số 1 này này mà nó bị đá ra ngoài ạ, là cái trường hợp đó có nghĩa là cái con ốc của chữ N này các bạn đang xoáy nó nọc quá. Tức là các bạn đang nọc quá, các bạn chỉ cần việc xoáy ngược lại, xoáy vô trong thôi. Các bạn sẽ xoáy chữ N này vô trong. Đây. Tức là xoáy tiến, xoáy đúng chiều kim đồng hồ, xoáy vô. Thì các bạn hãm làm sao cho cái xích á, các bạn cứ vừa xoáy một tí, các bạn lại lên tầng này. Các bạn xoáy đến khi nào mà nó không bẩy ra ngoài nữa thì thôi. Ok, đó là tác dụng của chữ N và chữ H là để chỉnh tầng níp trong. Thì đa số tầng níp trong này thì các bạn sẽ về hết níp bé nhất để các bạn chỉnh nhá. Có nghĩa là về níp to nhất này, số to nhất đi, số to nhất là níp bé nhất. Thì các bạn sẽ chỉnh như này nhá. Chữ H này thì nó cũng tương tự như chữ N thôi. Thì các bạn xoáy vô. Xoáy vô thì nó sẽ đẩy cái củ đề này vào trong này. Còn xoáy ra thì nó sẽ đẩy cái củ đề ra ngoài. Có nghĩa là các bạn sẽ chỉnh cho mình đó là cái đĩa này, cái níp bé bé này các bạn thấy không? Đây, các bạn coi, nó có một cái đường đĩa bé bé. Đây, các bạn sẽ căn cho mình song song với lại cái níp bé này nhá. Các bạn căn cho mình cho song song với níp bé này là ok nhá. Ok, sau đó các bạn nghiêng xe, các bạn xoay một vòng, cảm giác như nó sẽ không có tiếng động gì ở đằng sau, nó ok nhá. Nghĩa là nó song song cái níp dưới này nó với lại cái níp trên. Ok, như thế thôi, đó là tác dụng của chữ H. Thì đúng không ạ, chữ H thì các bạn xoáy vô thì nó sẽ đẩy vào, và xoáy ra thì nó sẽ đẩy ra, nó ngược lại so với bên trên. Và tiếp theo đó là một cái quan trọng nữa, đó là một cái dây đề này. Cái dây đề này các bạn sẽ về hết tầng níp này. Các bạn đây, nó có hai tác dụng này. Các bạn xoáy vào là dây sẽ chùn lại, xoáy ra dây sẽ căng. Thì như trường hợp các bạn đi một thời gian thì chắc chắn là cái dây sẽ bị chùn, thì các bạn nên đề sẽ không được đều nữa. Thì các bạn căn chỉnh cho mình hai con ốc này cho nó hợp lý nhất. Sau đó các bạn căn chỉnh lại cái bộ dây này. Cái bộ dây thì các bạn về hết tầng níp bé nhất nhé. Mình sẽ ướn làm sao gọi là, đây mình xoáy làm sao mình căn cho cái dây á, nó không chùn quá cũng không căng quá ở tầng níp bé nhất nhé. Chú ý cho mình đó là các bạn về hết tầng níp bé nhất, đĩa bé nhất thôi nhá. Mình sẽ căn cho cái dây nó không căng quá, không chùn quá. Thì rồi các bạn test lên xuống bộ đề, các bạn làm sao cảm thấy nó ok nhất, nó nhẹ nhàng nhất. Các bạn cái kiểu đây mình sẽ hướng dẫn cho, có nghĩa là các bạn xoáy căng dây, căng dây thì nó sẽ nên, có nghĩa là cái trường hợp mà nó khó lên quá, các bạn sẽ cho dây nó căng ra.
thì dây sẽ thì cái bộ đề sẽ nhảy nó lên được cao hơn thì nó sẽ đẩy cái níp này lên, cái xích này lên nó nhanh hơn, nó mượt hơn. Còn nếu cái trường hợp mà nó lên lên cao quá mà nó khó xuống á thì các bạn sẽ xoáy cái này vào, cái trường hợp đó là dây căng quá, có nghĩa là nó không có cái độ chùn để cho cái xích nó xuống, thì các bạn sẽ xoáy cái này vào cho dây nó chùn lại một tí để xích nó vừa tầm nó xuống được. Đó là cách chỉnh ở bộ đề sau nhé các bạn. Ok, tiếp theo đến bộ đĩa trước. Bộ đĩa trước thì nó cũng tương tự, nó cũng hay có hai con ốc chữ N và chữ H này. Ok, đây nó cũng tương tự như đằng sau, như đằng trước thì nó ngược lại. Thì chữ N thì đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn coi này. Mình sẽ lấy một cái tô vít nhé. Chữ N ấy, sẽ chỉnh ở đằng trước này các bạn thấy không? Có nghĩa là cái chữ N này là chỉnh ở đây. Cái này thì các bạn chỉnh thì các bạn cứ cho hết về cái tầng deep bé nhất cho mình nhé. Thì chỉnh thì chữ H này, đây mình sẽ về tầng deep bé nhất đi. Đây, trước cái đoạn ngược lại so đằng sau nha các bạn. Chữ N sẽ chỉnh về cái tầng deep bé nhất này và chữ H sẽ chỉnh ở bên ngoài. Thì cách chỉnh thì nó y hệt đằng sau luôn. Chữ H thì các bạn căn chỉnh thì cũng như đằng sau, cái deep đằng sau á, thì các bạn xoáy ra thì nó sẽ đẩy cái này ra mạnh hơn, còn xoáy vào thì nó sẽ ướm cho cái này nó vô sâu hơn. Có nghĩa là trường hợp mà nó khó lên quá thì các bạn sẽ xoáy ra cho mình, cái trường hợp mà nó lên bình thường rồi thì các bạn cứ ướm sao cho chữ H nó gọi là cái này nó phượng, nó làm sao song song với cái đĩa to này là ok nhá. Và chữ N thì điều chỉnh cái này, tức là các bạn sẽ về tầng deep bé nhất, các bạn căn chỉnh làm sao cho nó cái xích này nó ở giữa, ở cái giữa cái lãnh này nhá, giữa cái lãnh của cái đẩy đề này, nên cho nó làm sao thì các bạn căn chỉnh hai cái này ok rồi. Sau đó mình căn chỉnh cái dây ấy. Cái dây thì các bạn không để không cái dây để trước ấy, thì các bạn sẽ để nó hơi chùn chùn một xíu, nó chùn lên so với đằng sau. Thì lúc mình lên mấy tầng đĩa cao các bạn sẽ đỡ bị nặng, gần sẽ nhẹ nhàng và dễ di chuyển hơn. Ok, đó là cách chỉnh của cái bộ đề trước sau. Và tiếp theo là đến bảo dưỡng. Thì bảo dưỡng thì các bạn sẽ dùng cho mình đó là bộ dầu chát xích nhé. Dầu chát xích thì các bạn sẽ sử dụng đó là dầu máy khâu, dầu trắng nhé các bạn. Các bạn thì sẽ về hết cái tầng đĩa bé cho mình nhé. Về hết tầng đĩa bé nhất xong bao giờ các bạn nghiêng xe, các bạn tra vào xích này, nó sẽ tự lăn xuống vòng bi và nó ăn đều tất cả cái này. Các bạn nên xuống bộ đề á, dầu các thứ sẽ ăn đều tất cả bộ đi về nhá. Ok, các bạn chỉ cần tra sau lần trước là tự ăn rồi. Tiếp theo đến bộ phuộc. Đây, phuộc này thì các bạn đi nâu á thì nó sẽ mất đi cái độ trơn hoặc là bộ nhạy như lúc ban đầu, thì các bạn sẽ tra dầu xung quanh đây cho mình nhá. Nhúng lên nhúng xuống sau đó lấy cái khăn lau sạch bụi đi, sau đó tra lại lớp dầu mới là ok nhá. Tiếp theo đến cái bộ phanh. Bộ phanh này thì nó có cái điều chỉnh đây này. Thì phanh thì các bạn đi một thời gian nó sẽ không được căng và ăn như lúc ban đầu nữa, thì các bạn sẽ chỉnh cho mình đó là có hai con ốc này. Đây, các bạn thấy hai con ốc này không? Đây hai con ốc chỉnh đề nhá. Các bạn sẽ chỉnh cho mình đó là cái má, hai cái má trong này. Thì các bạn thấy không? Nó hơi tối xíu. Đấy, nó song song với lại hai, nó song song với cái đĩa nhá. Làm sao cho cái đĩa này nó không được chạm vào hai cái má này. Ok, thì mình sẽ căn chỉnh hai cái đó cho hai cái má song song không được chạm vào cái đĩa là được nha các bạn. Và sau đó là các bạn sẽ vặn tất cả các ốc của xe lại cho mình. Thì như cái phanh, quên, như cái phanh đó là các bạn sẽ chỉnh cho mình đó là cái này nhé. Đây, các bạn sẽ chỉnh cho mình cái này là để chỉnh dây nhé. Các bạn sẽ kéo ra, xoáy ra cho mình một xíu để cho dây căng, hoặc là các bạn có thể xoáy con ốc bằng độc năng á. Nút năng này thì nó là nút năng 6, các bạn xoáy này ra cho căng dây ra là được. Thì mình cho căng dây xong, sau đó mình chỉnh hai con ốc này cho cái má song song với cái đĩa được. Thế nhá. Sau đó thì các bạn sẽ dùng cờ lê 15 vặn tất cả hai con ốc này. Nó có 4 ốc trước sau để cho nó chắc khỏi hai cái vành nhá. Và trên này toàn bộ xe đĩa hình nó sai nút năng hết nha các bạn. Đây, các bạn sẽ vặn tất cả các ốc lại cho mình. Đó, nút năng thì các bạn sẽ vặn ở cái vô tăng, phần vô tăng này. Vô tăng và lại các bạn dùng cờ lên 15 vặn cái pedal này vô cho chắc thế lại cho mình nhé, thì mình đi sẽ yên tâm hơn. Và
thì khi các bạn tra dầu vào cái nít này thì trước khi các bạn tra thì các bạn nhớ là bọn xe máy ấy, hoặc là các bạn tự lấy xà phòng các thứ các bạn tra sạch sẽ bộ nít sẵn cho như này, cho nó sạch sẽ như này các bạn tra sẽ ok hơn để chết cái dầu bảo quản cũ đi nhá. Ok, đây là cách bảo quản cách bảo dưỡng của chiếc Garcia 5. Thì bạn nào có cảm thấy video này hay thì có thể cho mình một like, một subscribe để mình có thể làm được nhiều video hơn. Cảm ơn các bạn coi video của mình. Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua xe có thể liên hệ tới trang web của mình sẽ để link bên dưới nhé. Đó là trang web sv3.vn nhé. Xin chào các bạn.